Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau dành cho xe 3 bánh cho người khuyết tật. Bộ này sử dụng cầu các đăng các bạn nhé. Phanh cơ cầu các đăng. Bánh là vành 17 của xe máy đấy. Cho nên là sau này các bạn là có xe máy rồi thì xay xăm lốp nó rất là dễ dàng. Đây là cái bộ số lùi này. Cái bộ này thì có thể sử dụng được cho những cái dòng số tiến lùi của xe 110 này. Đây bộ trục các đăng này. Cái vị trí này để bắt ốc giảm xóc này, đây một con này, đây một con này. Cái dây này thì dùng để phanh chân, nếu như các bạn là dùng chân được thì có thể dùng chân được này để phanh chân, còn nếu như không dùng chân được thì dùng bộ dây chia số này. Đây là cái bộ dây này là dùng để từ một phanh này chia ra làm hai phanh hai bên này. Đây là bộ chia nhé. Còn đây là bộ số dành cho những cái dòng máy như máy 110 này. Thì có thể dùng cho những cái dòng máy 110, lỗ của nó là lỗ 17. Đây là bộ truyền trục các đăng này. Cái bộ này thì cũng dễ lắp đặt thôi, các bạn chỉ tháo cái xe của bạn ra và lắp cái bộ càng này lên thôi. Thì nó cũng có một số điều chỉnh chút ít này, đối với những người mà không chuyên cơ khí thì lên nhờ một số cái người về chuyên môn về cơ khí, họ sẽ làm cho nó dễ hơn. Giá của bộ phụ tùng này thì mình có để dưới phần mô tả sản phẩm trọn bộ như vậy. Các bạn có thể vào xem và ngó nó dưới phần mô tả sản phẩm thì sẽ thấy cái giá thành mình để phía dưới đấy. Cái này thì nó vẫn sử dụng phanh cơ thôi. Đây là nguyên trọn bộ một bộ dàn. Xe máy thì mình không phải lắp đặt hay là tháo gì ở xe máy ra cả. Chỉ bỏ phần bánh sau và phần nhông xích ra thôi là lắp được. Đây là phần đũa phanh này. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Thank you.
Thank you.